trong suốt chiều dài lịch sử, người dân Cao Sơn luôn cẩn mẫn trong lao động, anh dũng trong chiến đấu và trọn vẹn nghĩa tình trong ứng xử. Những truyền thống tốt đẹp của lớp lớp cha anh đang được các thế hệ con cháu kế thừa và phát huy. Kỷ niệm 70 năm thành lập xã Cao Sơn 1954-2024 là một dấu mốc quan trọng, một chặng đường lịch sử vẻ vang mà biết bao thế hệ nhân dân xã nhà đã đổ công sức, xương máu, đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược để xây dựng, bảo vệ vùng đất Cao Sơn tươi đẹp hôm nay. Là dịp để những người con Cao Sơn đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc ôn lại, hiểu hơn, trân quý hơn truyền thống lịch sử của quê hương, vững tin, quyết tâm chung sức, chung lòng hơn để xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, viết tiếp trang sử hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình này. Xã Cao Sơn nằm phía đông nam của huyện Anh Sơn, cách trung tâm huyện gần 20 km. Địa hình của xã rộng, phức tạp với hơn 3/4 diện tích tự nhiên là đồi núi. Thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Sơn cảnh sắc, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, nhưng cũng đặt ra cho con người nơi đây thường xuyên phải đối mặt, chống chọi với thiên tai khắc nghiệt. Chính điều đó đã tôi luyện và hun đúc nên con người Cao Sơn, vừa có những phẩm chất tốt đẹp chung của con người Việt Nam, vừa có những nét tính cách đặc sắc riêng của người xứ Nghệ. Đó là lối sống mộc mạc, chân tình, tấm lòng sâu lắng, thủy chung, khí chất cương trực, gan góc, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn. Đức tính cần cù, luôn tìm cái mới mà không quên cội nguồn để đi lên. Sớm tỏa đi muôn phương nhưng vẫn luôn hướng về và hẹn ngày trở lại. Ngược dòng lịch sử, đất Cao Sơn xưa là một vùng hoang vu. Cách đây khoảng hơn 400 năm, người dân ở các xã đồng bằng ven biển đã di cư lên quy tụ theo dòng họ, hình thành làng xã, đặt tên là xã Nam Cai, tục gọi là đất gay. Vào năm Đồng Khánh Tam Niên 1886, xã Nam Cai đổi tên thành xã Nam Sơn. Cuối năm 1946, xã Nam Sơn nhập với xã Tào Điền, nay là xã Tào Sơn, và xã Tam Dân, nay là xã Lạng Sơn, thành xã Lạng Sơn. Theo nghị quyết số 176 UBKCHC ngày 26 tháng 3 năm 1954 của Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Nghệ An, thì xã Cao Sơn được tách ra từ xã Lạng Sơn lúc bấy giờ, gồm hai làng cũ là làng Đa Thọ, Dương Long và nhân dân các thôn gồm Long Điền, Phúc Sơn, Song Hồ và Thường Sơn. Như vậy, xã Cao Sơn được hình thành và giữ nguyên tên gọi cho đến ngày hôm nay. Cái vấn đề tách xã Cao Sơn ấy, thì nó còn cái là tiền lời cho cái vấn đề là sản xuất, mà nhất là thời kỳ đổi mới trở lên. Có một cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết mà xây dựng đời sống mới, nó phát huy cái dân chủ, cái truyền thống dân chủ đi cả, rồi thì là khai hoang phục hỏa các thứ. Đến bây giờ thì thật là nói đúng như là cái nghị quyết 13 nói đó, là chưa có bao giờ mà là đảng ta có một cái cơ đồ như ngày này. Những ngày đầu mới chia tách thành lập, Cao Sơn đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức. Kinh tế xã hội kém phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ vừa mới, vừa thiếu. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Song từ những chủ trương nghị quyết đúng đắn của Đảng bộ xã, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết thống nhất, cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Sơn đã tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từng bước đưa địa phương ra khỏi tình trạng khó khăn. Có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều địa danh đáng nhớ, tên đất, tên làng là trang sử minh chứng cho sự hình thành phát triển của Cao Sơn. Đó là sự hợp nhất hợp tác xã Nam Tiến, Nam Sơn, Long Hòa thành hợp tác xã Thọ Xuân sau ngày tách lập. Năm 1983, xã Cao Sơn phân ra hai hợp tác xã gồm Long Hòa chuyên trồng màu và lúa, còn Xuân Sơn, vùng trong được nhập từ Nam Sơn và Nam Tiến thành hợp tác xã Xuân Sơn chuyên canh cây chè xanh. Mở đường mới từ quốc lộ 7 và cầu Rọng Rài, xây dựng đập cầu Húng vào năm 1976. Xây dựng cầu Rọng Rài, thành lập chợ cây Quéo năm 1990, chợ cây Nhãn năm 2001. Trong điều kiện đất nước còn chiến tranh, kinh tế khó khăn nên lúc bấy giờ, nơi làm việc của Đảng ủy mượn nhà bà Thiệp, Ủy ban xã mượn nhà ông Thị,
các đoàn thể chính trị xã hội mượn nhà ông Quý, xóm Song Hồ để làm việc. Sau đó chuyển về xây dựng tại vị trí nhà ông Kỳ, thôn 3, trại Hữu thôn 4 và về vị trí mới năm 2017 tại vùng Lẹp, thôn 4 hiện nay. Xây dựng trường trung học cơ sở 1976, trường tiểu học từ vùng Cồn Xoay, Chân Tràng, Cồn Tròn nay chuyển về địa điểm trung tâm tại Cồn Khoai Mài, thôn 4 vào năm 2010. Trường mầm non chuyển từ Cửa Đền, Cồn Xoay sáp nhập và chuyển về địa điểm hiện nay năm 2020. Tất cả các sự kiện đó là sự đấu tranh trong tư tưởng, sự bứt phá nỗ lực khẳng định mình của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn. Là vấn đề là cột lõi để thống nhất, đoàn kết và tập trung xây dựng quê hương. Thì chúng tôi đầu tiên là giải quyết công tác tư tưởng, thứ hai là tập trung xác định cái nhiệm vụ là phát triển hai cây, cây tre và cây lúa hai vùng để xác định tổ chức thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cái vai trò cột lõi thứ hai là cái xây dựng cái trung tâm đoàn kết. Đảng bộ thì xác định cái nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, các đảng viên, các đơn vị đều có cái gương mẫu đi đầu trong tất cả các lĩnh vực và xây dựng cái hệ thống chính trị của đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, nhân dân Cao Sơn vẫn giữ tinh thần vững tay cày, chắc tay súng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược. Toàn xã có 121 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Có 109 người con của quê hương đã để lại một phần máu thịt hay mang trong mình di chứng của chất độc hóa học, chín mẹ Việt Nam anh hùng. Sự hy sinh mất mát to lớn của các mẹ, các anh, các chị đã tô thắm thêm truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của quê hương. Bước sang thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của huyện, của tỉnh và đất nước, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Cao Sơn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Điểm nhấn trong giai đoạn này là đảng bộ và nhân dân toàn xã đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Là xã có tiềm năng lợi thế để phát triển nông lâm nghiệp, kinh tế vườn đồi. Bởi vậy, đảng bộ xã qua các thời kỳ đã chỉ đạo từng bước hình thành các vùng nông lâm chuyên canh theo thế mạnh của địa phương. Đồng thời quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xác định cơ sở hạ tầng là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Lãnh đạo xã đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, toàn xã có 2 tuyến đường trục chính nội đồng, tổng chiều dài 1,3 km, được quy hoạch mở rộng từ 4,5 đến 5,5 mét. Hiện đã được thi công mặt đường cấp phối đất đồi và đá dăm rộng 4 mét, đảm bảo vận chuyển nông sản thuận tiện. Hệ thống kênh mương đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo phục vụ sản xuất. Tổng chiều dài kênh mương toàn xã là 10,3 km, trong đó đã kiên cố hóa là 8,5 km, đạt 82,5%. Toàn xã có 10 hồ đập thủy lợi do Ủy ban Nhân dân xã quản lý và 231 ao hồ nhỏ của nhân dân phục vụ tưới tiêu cho các xứ đồng dưới chân đập, đảm bảo nước tưới cho 82% diện tích sản xuất của xã. Những năm gần đây, xã đã quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có tiềm năng. Đã hình thành phát triển các vùng nguyên liệu tập trung như cây chè xanh, cây sắn và cây lâm nghiệp. Chăn nuôi phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước chuyển dịch theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, liên kết đầu ra sản phẩm. Nhiều mô hình sản xuất hướng tới tiêu chuẩn Việt Gáp được xây dựng và nhân rộng. Thành công từ các mô hình này mở ra cơ hội xây dựng một nền nông nghiệp xanh của địa phương, đồng thời tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông sản hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt năm 2023, xã Cao Sơn đã có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh, gồm chè gay Cao Sơn, gà Tây Sơn và trứng gà Tây Sơn. Cây chè này thì là được trồng từ đời xưa, trước hết là nó cũng mang lại là kinh tế cho gia đình, thứ hai nữa là
nó có cái tác dụng là chè xanh uống vào thì nó tốt, rất tốt cho sức khỏe. Cùng với nông lâm nghiệp thì ngành thương mại dịch vụ của xã cũng đang trên đà phát triển. Toàn xã hiện có 45 kiosk lớn nhỏ, cửa hàng tạp hóa, kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện cho bà con nhân dân trao đổi hàng hóa và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển đa dạng hơn. Điểm nổi bật trong những năm qua là phong trào làm đường giao thông nông thôn. Cấp ủy chính quyền địa phương đã năng động, tranh thủ vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của cấp trên để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, từ năm 2012 đến nay, nhân dân xã, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng nghìn cây gỗ, hoa màu các loại để xây dựng làm mới 120 km đường giao thông. Bên cạnh sự nỗ lực đóng góp của nhân dân, trong thời gian qua, xã đã thu hút được nhiều chương trình dự án làm đường giao thông và các công trình phúc lợi trên địa bàn, như dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nhựa Nhân Tài - Giả Giang từ xã Lĩnh Sơn vào thôn 2 dài 6 km với số tiền 16 tỷ đồng, tuyến đường bê tông từ trạm y tế xã đi thôn 4 Cao Sơn dài 3,2 km trị giá 7,4 tỷ đồng, tuyến đường bê tông liên thôn 456 dài 5,5 km trị giá 8,55 tỷ đồng, tuyến đường bê tông từ thôn 8 đi thôn 9, thôn 7 dài 2,8 km trị giá 8,8 tỷ đồng, tuyến đường bê tông thôn 8 đi thôn 3 chiều dài 1,7 km trị giá 4,68 tỷ đồng, tuyến đường bê tông từ thôn 6 đi thôn 2, thôn 3 trị giá 2 tỷ đồng, công trình chợ cây nhãn, chợ tổng diệm trị giá 5,9 tỷ đồng, công trình nhà học, nhà hiệu bộ và phòng chức năng tại trường mầm non trị giá 15,5 tỷ đồng, công trình nhà làm việc, khuôn viên của trạm y tế xã trị giá 4,5 tỷ đồng, công trình sân vận động xã trị giá 1,3 tỷ đồng, bãi tập kết xử lý rác thải 800 triệu đồng, công trình nhà học 2 tầng và nhà đa năng tại trường tiểu học trị giá 29 tỷ đồng. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn xã ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại, trao đổi lưu thông hàng hóa và con em học sinh tới trường. Thì là gia đình cũng mạnh dạn là đi đâu vì chủ trương của năm nông thôn mới đó. Thì được là gia đình quyết tâm là không có chung phải mượn để làm đường, để đền đường trường trạm thì được là dư đền đi được rồi, thì đường thì được là giao thông thuận lợi, thì có cái hóa quả hoặc là có chè, có tràm bán vậy. Thế là vợ chồng gia đình là con gái là quyết tâm làm thôi. Với những yếu tố thuận lợi sẵn có, bằng nhiều biện pháp, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và quyết tâm cao của Đảng bộ chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền vận động của các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, những năm gần đây, xã Cao Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt trên 313 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 46,8 triệu đồng một năm. Kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Cao Sơn không chỉ là vùng quê giàu tiềm năng phát triển kinh tế, mà còn là mảnh đất non xanh nước biếc, sơn thủy hữu tình, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Điều đó được minh chứng bởi hệ thống di tích, danh thắng, các công trình tâm linh gắn với tên đất, tên người, với những lễ hội, những huyền tích đậm chất văn hóa vùng miền. Những năm gần đây, phong trào văn hóa xã hội của xã có nhiều tiến bộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa ngày càng được đẩy mạnh. Các thiết chế văn hóa ở xã và thôn được đầu tư xây dựng. Đến nay, 9 trên 9 thôn đã tổ chức nâng cấp và xây mới nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa, gia đình thể thao hàng năm đều đạt trên 85%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự là món ăn tinh thần của người dân. Trong suốt chiều dài lịch sử, truyền thống hiếu học đã được các thế hệ cán bộ và nhân dân Cao Sơn thắp sáng, tuyên truyền và có sức lan tỏa rộng khắp. Điều đó đã trở thành tài sản tinh thần vô giá và nuôi dưỡng bao thế hệ hiền tài cho quê hương đất nước. Những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xã hội hóa, tài trợ công trình giáo dục,
việc đầu tư cơ sở vật chất, thời gian cho con em học tập đã được phụ huynh và nhân dân quan tâm hơn. Cơ sở vật chất tại các trường học được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Điển hình như trường mầm non, từ việc phải sử dụng các nhà văn hóa thôn làm nơi dạy học, thì đến năm 2018 đã xây dựng trường mầm non có cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu dạy học của cô và trò. Tổ chức đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng nhà đa năng và nhà học 2 tầng khang trang và sát nhập điểm lẻ ở trường tiểu học năm 2023. Trường Trung học cơ sở Cao Sơn đã được đầu tư xây dựng nhà học 2 tầng, nhà đa năng với đầy đủ phòng chức năng. Đến nay, cả 3 trường đều đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Hoạt động thông tin truyền thông phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được chú trọng. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2016. Công tác an sinh xã hội, các cuộc vận động quyên góp ủng hộ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc quyết liệt. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững. Ban chỉ huy quân sự và công an xã đã chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt kế hoạch an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tổ chức tuần tra kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị xã hội lớn, thực hiện tốt phương án và kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống chữa cháy rừng trên địa bàn. Xã đạt chuẩn nông thôn mới thì chúng tôi thấy có một bài học và kinh nghiệm, đó là thứ nhất là cái công tác quán triệt thống nhất các cái nội dung, các cái tiêu chí, rồi cái kế hoạch tổ chức thực hiện trong đội ngũ cán bộ và công chức cấp xã cho đến là cấp ủy, ban huy thôn và ban công tác phát triển các thôn, và từ đó là có cái triển khai sâu rộng đến tất cả các hội nghị từ xã đến thôn, thì cái mục đích là cái tuyên truyền vận động nhân dân hội viên để rồi chung sức chung lòng để rồi đồng thuận và xây dựng các cái thực hiện các cái tiêu chí trong nông thôn mới. Đó là cái việc là cái triển khai thực hiện cái kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và cái kế hoạch cụ thể của cái các cái tiêu chí lộ trình thời gian, đặc biệt là quan tâm cái việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, là để nhân dân rồi là hội viên biết được là nghĩa vụ đóng góp cùng như cái trách nhiệm tinh thần để mà khởi dậy cái tinh thần đoàn kết rồi đồng lòng chung sức của bà con nhân dân là cái ủng hộ và thực hiện cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ xã Cao Sơn luôn coi trọng công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong chặng đường lịch sử, tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ Cao Sơn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, vị trí vai trò là hạt nhân lãnh đạo các phong trào cách mạng quần chúng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước được quán triệt kịp thời trong cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Đến nay, trải qua 20 kỳ đại hội với những chủ trương và nghị quyết sát đúng, xã Cao Sơn đã và đang có những bước tiến vững chắc trên con đường đổi mới và phát triển. Tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt các chi bộ được nâng lên đáng kể từ sau khi thực hiện đề án 06 DAHU của Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận có nhiều đổi mới, thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả rõ nét. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm liền từ 2021 đến 2023, Đảng bộ chính quyền xã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó năm 2023, Đảng bộ xã được Huyện ủy Anh Sơn xếp loại Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu. Ủy ban nhân dân xã được Ủy ban nhân dân huyện xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc tiêu biểu, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác 3 năm liên tục,
từ 2021 đến 2023. Đặc biệt năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành tích chung đó, luôn có sự quan tâm lãnh đạo giúp đỡ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các sở ngành cấp tỉnh. Sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và các ban phòng cấp huyện đối với xã Cao Sơn trong quá trình đấu tranh cách mạng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày nay. Thời gian tới, Cao Sơn sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình trọng tâm để xã ngày càng phát triển trong sự phát triển chung của huyện. Kể thơ, cái truyền thống của các cấp lãnh đạo, các tiền bối đi trước, nay chúng tôi vô cùng biết ơn và trân quý những cái tình cảm và những cái bài học gương mẫu của các cấp lãnh đạo. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng để giữ vững cái danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Nhiệm vụ trước mắt thì chúng tôi tiếp tục củng cố và tăng cường cái hệ thống xây dựng và tăng cường cái hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân từ xã đến thôn để là tiếp tục thực hiện cái công cuộc xây dựng nông thôn mới, là từ xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đến là đạt cái nông thôn mới nâng cao. Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Sơn có quyền tự hào với những thành tích đã đạt được. Chia tách từ trong khói lửa đổ nát của chiến tranh, nhưng với truyền thống yêu quê hương đất nước, kiên cường, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, tài hoa tinh tế trong đời sống tinh thần, mỗi con người bình dị nơi đây đều mang niềm tự hào về quê hương Cao Sơn thân yêu. 70 năm xây dựng và phát triển, đó là cả một chặng đường dài, ghi dấu ấn đậm nét bởi tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Với ý chí quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn nguyện đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng xã ngày càng phát triển và bền vững. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tiếp theo. Hứa hẹn trong tương lai gần, một Cao Sơn sẽ là một xã phát triển sầm uất, mang tầm vóc mới, sức sống mới, diện mạo mới. Thắp sáng miền quê, ta xây đẹp.